BKAV xin kính chào quý khách hàng. Trong video này, BKAV sẽ hướng dẫn quý khách hàng cập nhật thông tin chứng thư số mới trên nền tảng nộp tờ khai thuế điện tử BKAV TVAN. Để thực hiện việc ký và gửi tờ khai thuế trên nền tảng thuế điện tử BKAV TVAN, yêu cầu số serial chứng thư số trong USB token chữ ký số BKAV CA phải trùng với số serial chứng thư số lưu trong mục quản lý tài khoản của nền tảng BKAV TVAN. Do vậy, nếu thông tin chứng thư số trong USB token chữ ký số BKAV CA bị thay đổi do gia hạn chữ ký số, cấp lại chữ ký số do mất hoặc hỏng, do thay đổi thông tin đơn vị trong chữ ký số, anh chị cần cập nhật lại thông tin mới lên nền tảng thuế điện tử BKAV TVAN. Anh chị thao tác như sau. Đầu tiên, anh chị cắm USB token chữ ký số BKAV CA vào máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý chữ ký số BKAV CA Token Manager. Trường hợp máy tính chưa cài phần mềm quản lý chữ ký số, anh chị thực hiện tải về phần mềm bằng cách gõ tk.bkavca.vn trên thanh địa chỉ của trình duyệt, bấm Enter để tải và cài đặt phần mềm. Trường hợp máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý chữ ký số, anh chị bỏ qua bước này. Tiếp theo, anh chị truy cập và đăng nhập nền tảng BKAV TVAN theo đường dẫn van.bkav.com. Sau khi đăng nhập thành công, anh chị bấm vào quản lý tài khoản. Tại mục thông tin tài khoản, anh chị di chuột vào băng thông tin chữ ký số và bấm chỉnh sửa. Anh chị lưu ý, nếu máy tính chưa cài đặt công cụ ký BKAV CA Signer Plugin, nền tảng sẽ hiển thị cảnh báo. Anh chị thực hiện tải về và cài đặt công cụ ký theo hướng dẫn. Tại mục tên chủ thể chứng thư số, anh chị chọn chứng thư số mới trên USB token chữ ký số. Sau đó bấm ghi lại và đăng ký. Hiển thị cửa sổ nhập mã PIN chữ ký số, anh chị nhập mã PIN để hoàn tất. Như vậy, anh chị đã thực hiện xong thao tác cập nhật thông tin chứng thư số mới trên nền tảng thuế điện tử BKAV TVAN. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.